Hello everyone, chào các bạn học sinh thân mến. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 8 Hương. Hôm nay chúng ta tiếp tục giải sách bài tập tiếng Anh của Mai Lan Hương, bài số 2, Making Arrangements. Bài số 2 với cái phần Test for Unit 2 nha các bạn. Test for Unit 2 và cái phần 2 là cái phần chúng ta giải nốt cái phần Test for Unit 2. Bài số 5 La Mã trang 15. Đặt câu hỏi cho từ gạch chân. Rồi, đặt câu hỏi cho từ gạch chân nhé. Bộ phim Harry Potter được chiếu vào lúc 8:30. Vậy bây giờ người ta gạch chân 8:30, vậy chúng ta phải hỏi là gì? Bộ phim Harry Potter chiếu lúc mấy giờ? Chiếu lúc mấy giờ là chúng ta phải hỏi với từ để hỏi là gì? Là what time, đúng không? Rồi nguyên tắc nhé. Bước đầu tiên là xác định từ để hỏi. Bước thứ hai là xác định xem có to be hay không. Nếu có to be thì xài lại to be. Không có to be thì mượn trợ động từ do, the, did. Ở đây có to be này, vậy chúng ta viết to be. What time is, viết chủ ngữ the film Harry Potter. Và tiếp với đoạn đằng sau, cái nào gạch chân rồi là không viết nữa, on. What time is the film Harry Potter on, chấm hỏi. Sang trang câu tiếp theo. Câu số 2. Tôi sẽ chơi bóng bàn vào chiều nay. I'm going to play table tennis this evening. Tôi sẽ chơi bóng bàn vào chiều nay. Có nghĩa là gì? Mình gạch chân bóng bàn rồi. Vậy là không biết làm gì, đúng không? Không biết làm gì, gạch chân chơi bóng bàn. Vậy là chiều nay không biết làm gì. Vậy sẽ hỏi là bạn làm gì? Bạn sẽ làm gì? Đó là what. What. Bây giờ chủ ngữ là I trở thành you. Mà you thì phải là A rồi. Ở đây có to be. What are you going to do? Các bạn thêm từ do vào nhá. Do là làm đó. This evening. What are you going to do this evening? Câu số 3. Cô ấy sống ở downstairs, ở tầng dưới. Rồi, bây giờ gạch chân downstairs. Cô ấy sống ở đâu? Đúng không? Vậy từ để hỏi là where? Không có to be thì phải mượn do, the, did. Ở đây thì hiện tại đơn chúng ta sẽ mượn the, bởi vì she là chủ ngữ số ít này. Where does she live? Nguyên mẫu. Where does she live? Cô ấy sống ở đâu? Sang câu số 4, bọn họ đã mua một cái cần câu mới vào ngày hôm qua. Bây giờ chúng ta gạch chân ngày hôm qua, chúng ta không biết là anh ấy hay bọn họ mua khi nào. Chúng ta sẽ hỏi là mua khi nào là when. Ở đây không có to be, chúng ta phải mượn trợ động từ do, the, did. Mà các bạn để ý cái từ bought nó ở quá khứ. Cho nên chúng ta sẽ mượn trợ động từ did để ở đây. Chủ ngữ là đây viết lại. Và cái từ bought chúng ta đưa về nguyên mẫu bởi vì đã có trợ động từ did ở đây rồi. Và viết tiếp new fishing rod, gạch chân không viết nữa. Chúng ta đọc nguyên câu này. When did they buy new fishing rods? Nhá, bọn họ đã mua cần câu mới khi nào? Chúng ta sang câu số 5. Anh ấy làm việc với người câm điếc. Anh ấy làm việc với ai? Với ai nhá? Chúng ta sẽ hỏi với who. Ở đây là quá khứ, chúng ta phải did. Who did he work nguyên mẫu? With, anh ấy đã làm việc với ai? Câu số 6. Họ giới thiệu điện thoại với công chúng. Họ giới thiệu cái gì với công chúng? Cái gì là what? Ở đây là quá khứ, chúng ta xài did. What did they demonstrate? Demonstrate bỏ chữ giờ đi. To the public. To the public. What did they demonstrate to the public? Câu số 7. Alexander Graham Bell đã phát minh ra điện thoại. Bây giờ gạch chân, ai phát minh ra điện thoại? Chúng ta sẽ sử dụng who thay cho Alexander Graham Bell. Who invented the telephone? Câu này rất dễ, chỉ thay chủ ngữ thôi. Câu số 8. Marie Curie được sinh ra ở Phần Lan. Vậy gạch chân Phần Lan. Bà này sinh ra ở đâu? Ở đâu là where? Where was Marie Curie born? Where was Marie Curie born? Rồi chúng ta sang bài số 6 La Mã. Là bài đọc đoạn văn và trả lời nhé. Alexander Graham Bell được sinh ra ở Scotland vào năm 1847. Nhưng mà ông ấy khi mà ông ấy bao nhiêu là một người đàn ông ở tuổi 23 thì ông ấy chuyển tới Canada cùng với bố mẹ. Trước khi chắc là sau đó một năm thì Graham Bell đã rời gia đình để đi tới Boston.
Mặc dù Bell là một người rất là mơ mộng, nhưng ông ta còn là một người suy nghĩ rất là thực tế nữa, và là một người đàn ông của hành động. Ở Boston, ông ấy làm việc ngày này qua ngày khác như một giáo viên dạy cho người điếc. Ông ấy làm việc gì? Cả đêm ở phòng thí nghiệm với những sự truyền tải điện của âm thanh. Điều này dẫn đến phát minh ra điện thoại. Rồi chúng ta cùng trả lời. Câu số 1, Alexander Graham Bell là A. Được sinh ra ở Anh, sai, Scotland mới đúng. B. Được sinh ra vào thế kỷ 18, sai, ở đây phải là thế kỷ 19. C. Là một người Scotland, đúng, sống xa nhà khi còn là một đứa trẻ, sai, không có chi tiết nào nói những điều đấy. Và chúng ta khoan là C. Câu số 2, ông ấy di cư tới Mỹ khi nào? Khi 23 tuổi, là tới Canada, sau đó tới Mỹ, một năm sau tới Mỹ. Vậy 47 cộng 23 là 70, 1870, sau đó 1 năm là 1871. Câu D. Câu số 3, ở Boston ông ấy dạy cho ai? Người không thể, người điếc nha, không thể nghe được, đó là câu B. Câu 4, cái từ câu nào sau đây không có sử dụng để mô tả cái ông này? Ông này là người mơ mộng, đúng này, thực tế đúng này, hành động đúng này, hòa đồng, không có chỗ nào nói nhá. Câu D. Câu số 5, câu nào sau đây, ý nào sau đây thì không có đúng về Alexander Graham Bell. Ông ấy sống với bố mẹ cho tới 23 tuổi. Ông ấy làm việc với người điếc ở Boston. Ông ấy thí nghiệm cách truyền tải âm thanh. Ông ấy khám phá ra điện thoại. Câu BCD là đúng, có câu A là sai thôi nhá. Ông ấy sống với bố mẹ cho tới khi 23 tuổi. Rồi, chúng ta sang bài số 7. Sang bài số 7. Hoàn thành câu thứ nhất mà Nghĩa không đổi ha. Rồi, chúng ta cùng coi này. Viết câu thứ hai sao mà cho nó giống câu thứ nhất á, Nghĩa không đổi đó. Peter quá trẻ để mà xem phim kinh dị, tức là Peter quá trẻ đến nỗi không xem phim kinh dị được á. Các bạn phải nhớ cái cấu trúc là old enough, nó tương tự như là old chứ old không chu cộng với tính từ cộng với chuinfinity, quá đến nỗi không làm được gì nữa, chu tính từ chuinfinity. Và chúng ta sẽ hoán đổi với cái câu là tính từ cộng với enough, tính từ cộng với enough cộng với true infinity đủ để làm gì. Chúng ta dịch này, Peter quá trẻ đến nỗi, quá nhỏ đến nỗi không xem được phim kinh dị đó. Và chúng ta sẽ viết là Peter không có đủ tuổi, không có đủ tuổi để xem phim kinh dị. Chúng ta đổi thứ nhất là chuyển từ khẳng định sang phủ định, và thứ hai là đổi cái cặp tính từ trái nghĩa, trẻ thành già. Rồi bây giờ, Peter is not old enough to see the horror film. Peter is not old enough to see the horror film. Câu số 2, hãy nhớ tắt đèn trước khi đi ra ngoài. Vậy là đừng có quên là don't forget to turn off the light. Don't forget to turn off the light before going out. Đừng có quên tắt đèn trước khi đi ra ngoài. Rồi, chúng ta tới câu tiếp theo. Câu tiếp theo là gì? Đó là cô gái này rất là thông minh. Chúng ta sẽ viết thành một câu cảm thán. Đó là gì? Câu cảm thán của chúng ta: thật là một cô gái thông minh. Thật là một cô gái thông minh. Các bạn để ý cô gái đây là chủ ngữ số ít nha. Cô gái này là chủ ngữ số ít. Chúng ta sẽ sai ở ẩn. Cái điều thứ hai, cái tính từ của chúng ta là intelligent. Chúng ta để trước word, intelligent word. Và intelligent nó bắt đầu với chữ Y, một trong 55 uể oải, cho nên chúng ta sẽ un. Và nguyên văn cái câu này của chúng ta đó là what an intelligent girl, chấm than. Câu số 4, các bạn để ý cái từ intend. Intend là dự định làm gì đó. Tôi dự định come over là ghé qua để đón bạn. Vậy cái từ intend, dự định, chúng ta sẽ thay bằng cái cụm từ be going to, tương lai gần. Tôi dự định ghé qua để đón bạn. I am going to come over to pick you up. I am going to come over to pick you up. Câu số 5 liên quan so sánh hơn. Hoa thì già hơn niên. Lớn hơn nha. Hoa lớn hơn niên. Chúng ta sẽ viết thành câu là niên thì trẻ hơn hoa. Vậy chúng ta phải đổi
giới từ đổi tính từ older thành younger, từ già thành trẻ, trẻ thành già, già thành trẻ, trái nghĩa đấy. Niên y younger than hoa, niên y younger than hoa. Chúng ta sang câu số 6. Câu số 6: tóc cô ấy dài đen, long là dài, black là đen. Vậy chúng ta sẽ chuyển thành cô ấy có mái tóc dài đen. Cô ấy có mái tóc dài đen nha. Và chúng ta viết sao? She has long black hair. Long trước, black sau, hair cuối cùng. She has long black hair. Câu số 7. Câu số 7 nè. Nhà hát thì gần với nhà của Hoa. Chúng ta sẽ chuyển thành nhà hát không xa nhà của Hoa. Isn't far from Hoa House. Isn't far from Hoa House. Câu số 8. Alexander Graham Bell phát minh ra điện thoại. Chúng ta sẽ viết thành cái câu gì? Alexander Graham Bell là nhà phát minh của chiếc điện thoại nhé. Là nhà phát minh của chiếc điện thoại. Chúng ta sẽ viết là the inventor, the inventor of the telephone. The inventor of the telephone. Câu số 9, tôi sẽ gọi điện cho bạn vào tối ngày mai. Tôi sẽ gọi điện cho bạn vào tối ngày mai. Vậy thì chúng ta sẽ viết thành một cái câu là I will make a call. Cái từ telephone chúng ta sẽ bằng cái từ make a call. I will make a call for you tomorrow evening. Câu số 10. Thế còn đi xem phim thì sao? Đi xem phim vào tối nay thì sao? Câu đề nghị nó bằng với let's go. Let's go to the movie tonight. Let's go to the movie tonight nhé. Rồi bài của chúng ta đến đây là hết rồi. Và hẹn gặp lại các bạn trong bài số 3 at home. Goodbye, see you later.